Ví dụ ở đây là cái xe thi của mình, thì khi mà bạn lên xe, mấy bạn nhận xe thì lưu ý mình sẽ cho xe trước vị trí xuất phát, mình đậu sát bên trái và mình sẽ không nên đứng quá gần xuất phát nha. Mình lùi lại một tí, chỉnh thẳng xe để có khoảng cách khi mà tăng ga lên thì nó phải có một cái đoạn đường để nó trải đều, có nghĩa là đi thẳng và đều vào. Thì như vậy á, cái xe của mình nó mới ổn định được tay lái, chứ mấy bạn không có phải là mấy bạn đứng quá gần xuất phát thì khi tăng ga lên cái xe của mình nó không có đủ trớn, thì dẫn tới tình trạng cái tay mình cứ đảo hoài ha. Rồi, như ví dụ như ở đây anh sẽ tăng ga lên, anh chạy tới mũi tên đó, anh sẽ giảm ga lại để anh đánh lái vô, sau đó anh tăng ga lên lại. Cái đó là cách xử lý vào và ra hình ở những độ đó là gọi là khúc cua gắt. Và từ cái chỗ xuất phát đi lên giữa hình nó là lên dốc, thì bạn phải tăng ga mạnh lên, phải có đủ trớn, xe nó mới di chuyển lên được cái dốc đó. Qua giữa hình là xuống dốc thì mình sẽ giảm ga trước cho xe nó trôi xuống ha. Ví dụ như thế này, tăng ga lên, gác chân lên, giữ lại tới đây đủ trớn này, giảm ga bẻ lái, tăng ga lên lại này, giữ lại chưa. Mình sẽ cố gắng giữ ga những đoạn này, qua giữa hình là xuống dốc này, mình giảm ga lại cho xe nó trôi xuống đó. Mình đã lái đoạn này, đoạn này lên dốc đúng không, tăng ga lên giữ bên ngoài, ga lên và giữ bên ngoài đó, qua được một cách rồi này, đang xuống dốc này, giảm ga lại cho xe nó trôi xuống. Đoạn này đánh qua từ từ, đoạn này lên dốc này tăng ga lên lái luôn, ga lên lái luôn, ga lên lái luôn, chưa, giữ ga đều. Thì trước khi ra hình mấy bạn phải giảm ga lại một nhịp, gác bên trái tới đây đánh lái ra xong đi lên bài kia. Đó là xong cái vòng số 8 của mình ở sân Phổ Quang tụi mình nhé.